Vì sao? Thiện hiện. Vì cái không ngoại và tự tánh của cái không ngoại là không, cho đến cái không không tánh tự tánh và tự tánh của cái không không tánh tự tánh là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến bố thí ba la mật đa có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì bố thí ba la mật đa và tự tánh của bố thí ba la mật đa là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa và tự tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến bốn tịnh lự có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì bốn tịnh lự chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì bốn tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến bốn vô lượng, bốn định vô sắc có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến bốn niệm trụ có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì bốn niệm trụ chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì bốn niệm trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì bốn chánh đoạn và tự tánh của bốn chánh đoạn là không, cho đến tám chi thánh đạo và tự tánh của tám chi thánh đạo là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến pháp môn giải thoát không có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không và tự tánh của pháp môn giải thoát không là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến năm loại mắt có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì năm loại mắt chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến sáu phép thần thông có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì sáu phép thần thông chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì sáu phép thần thông và tự tánh của sáu phép thần thông là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến mười lực của Phật có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì mười lực của Phật chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì mười lực của Phật và tự tánh của mười lực của Phật là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có chỗ ra, có chỗ đến.
Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện. Vì bốn điều không sợ và tự tánh của bốn điều không sợ là không, cho đến trí nhất thiết tướng và tự tánh của trí nhất thiết tướng là không. Thiện hiện. Ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến bậc dự lưu sanh vào đường ác, có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì bậc dự lưu sanh vào đường ác chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện. Vì bậc dự lưu sanh vào đường ác và tự tánh của bậc dự lưu sanh vào đường ác là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến bậc nhất lai sanh lại nhiều lần, bậc bất hoàn sanh vào dục giới, bậc đại bồ tát sanh ra để tự lợi, bậc A-la-hán, độc giác, Phật đà, chánh đẳng, chánh giác sanh lại đời sau, có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì bậc nhất lai sanh lại nhiều lần, cho đến Phật đà, chánh đẳng, chánh giác sanh lại đời sau, chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện. Vì bậc nhất lai sanh lại nhiều lần, và tự tánh của bậc nhất lai sanh lại nhiều lần là không, cho đến Phật đà, chánh đẳng, chánh giác và tự tánh của Phật đà, chánh đẳng, chánh giác là không. Thiện hiện. Ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến dự lưu hướng, dự lưu quả có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì dự lưu hướng, dự lưu quả chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện. Vì dự lưu hướng, dự lưu quả và tự tánh của dự lưu hướng, dự lưu quả là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả, độc giác hướng, độc giác quả, Bồ-Tát Như Lai có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì nhất lai hướng, nhất lai quả, cho đến Như Lai, chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì nhất lai hướng nhất lai quả và tự tánh của nhất lai hướng nhất lai quả là không, cho đến Như Lai và tự tánh của Như Lai là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến danh tự, giả tưởng, thi thiết, ngôn thuyết có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì danh tự, giả tưởng, thi thiết, ngôn thuyết chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì danh tự, giả tưởng, thi thiết, ngôn thuyết và tự tánh của danh tự, giả tưởng, thi thiết, ngôn thuyết là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tướng, vô vi có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tướng, vô vi chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện. Vì vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tướng, vô vi và tự tánh của vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tướng, vô vi là không. Thiện hiện, do duyên này nên việc đại thừa từ trong tam giới mà ra đến an trú trong trí nhất thiết trí là vô nhị, nên không từ đâu ra, không có chỗ đến. Vì là pháp vô tướng nên không động, không chuyển. Lại nữa, thiện hiện, ngươi hỏi đại thừa như vậy là trụ ở chỗ nào? Thiện hiện, đại thừa như vậy hoàn toàn vô sở trụ. Vì sao? Vì tất cả pháp đều vô sở trụ. Vì sao? Vì chỗ trụ của các pháp chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện, nhưng đại thừa trụ vô sở trụ. Thiện hiện, như tánh của chân như chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh chân như là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện. Vì tánh chân như, tức là cái không của tánh chân như. Thiện hiện, như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới hư không, cảnh giới đoạn, cảnh giới ly, cảnh giới diệt, cảnh giới vô tánh, cảnh giới vô tướng, cảnh giới vô tác, cảnh giới vô vi, cảnh giới an ổn, cảnh giới tịch tịnh, định pháp, trụ pháp, tánh bổn vô, thật tế, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh pháp giới cho đến tánh thật tế là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện.
vì tánh pháp giới, tức là cái không của tánh pháp giới, cho đến tánh thật tế là cái không của tánh thật tế. Thiện hiện, như tánh của sắc chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ, đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh của sắc là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh sắc là cái không của tánh sắc. Thiện hiện, như tánh của thọ tưởng hành thức, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ, đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh thọ tưởng hành thức là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh thọ tưởng hành thức là cái không của tánh thọ tưởng hành thức. Thiện hiện, như tánh của nhãn xứ, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ, đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh nhãn xứ là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh nhãn xứ, tức là cái không của tánh nhãn xứ. Thiện hiện, như tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ, đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, tức là cái không của tánh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Thiện hiện, như tánh của sắc xứ, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ, đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh của sắc xứ là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh sắc xứ là cái không của tánh sắc xứ. Thiện hiện, như tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ, đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh thanh hương vị xúc pháp xứ, tức là cái không của tánh thanh hương vị xúc pháp xứ. Thiện hiện, như tánh của nhãn giới chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ, đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh của nhãn giới là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh nhãn giới, tức là cái không của tánh nhãn giới. Thiện hiện, như tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ, đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh sắc giới cho đến tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh sắc giới, tức là cái không của tánh sắc giới, cho đến tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, tức là cái không của tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Thiện hiện, như tánh của nhĩ giới, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ, đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh của nhĩ giới là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh nhĩ giới, tức là cái không của tánh nhĩ giới. Thiện hiện, như tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ, đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh của thanh giới cho đến tánh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh thanh giới, tức là cái không của tánh thanh giới, cho đến tánh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, tức là cái không của tánh các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Thiện hiện, như tánh của tỷ giới, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ, đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh của tỷ giới là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh tỷ giới, tức là cái không của tánh tỷ giới. Thiện hiện, như tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh của hương giới cho đến tánh các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh hương giới, tức là cái không của tánh hương giới, cho đến tánh các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, tức là cái không của tánh các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Thiện hiện, như tánh của thiệt giới, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ, đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh của thiệt giới là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh thiệt giới, tức là cái không của tánh thiệt giới. Thiện hiện, như tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc,
cũng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh của vị giới cho đến tánh các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện. Vì tánh vị giới tức là cái không của tánh vị giới, cho đến tánh các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, tức là cái không của tánh các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Thiện hiện như tánh của thân giới chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ, đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh thân giới là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh thân giới tức là cái không của tánh thân giới. Thiện hiện như tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh xúc giới cho đến tánh các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh xúc giới tức là cái không của tánh xúc giới, cho đến tánh các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, tức là cái không của tánh các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Thiện hiện như tánh của ý giới chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh ý giới là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh ý giới tức là cái không của tánh ý giới. Thiện hiện như tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh pháp giới cho đến tánh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh pháp giới tức là cái không của tánh pháp giới, cho đến tánh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, tức là cái không của tánh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Thiện hiện như tánh của địa giới chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh địa giới là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh địa giới tức là cái không của tánh địa giới. Thiện hiện như tánh của thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh thủy hỏa phong không thức giới là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh thủy hỏa phong không thức giới tức là cái không của tánh thủy hỏa phong không thức giới. Thiện hiện như tánh của thánh đế khổ chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh thánh đế khổ là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh thánh đế khổ tức là cái không của tánh thánh đế khổ. Thiện hiện như tánh của thánh đế tập diệt đạo chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh thánh đế tập diệt đạo là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh thánh đế tập diệt đạo tức là cái không của tánh thánh đế tập diệt đạo. Thiện hiện như tánh của vô minh chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh vô minh là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh vô minh tức là cái không của tánh vô minh. Thiện hiện như tánh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh hành cho đến tánh lão tử, sầu, than khổ, yêu não là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh hành tức là cái không của tánh hành cho đến tánh lão tử, sầu, than khổ, yêu não, tức là cái không của tánh lão tử, sầu, than khổ, yêu não. Thiện hiện như tánh của sự huyễn chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh sự huyễn là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh sự huyễn tức là cái không của tánh sự huyễn. Thiện hiện như tánh của cảnh mộng, ảnh tượng, tiếng vang, bóng sáng, hoa đốm giữa hư không, sóng nắng, ảo thành, sự biến hóa, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh cảnh mộng cho đến tánh sự biến hóa là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh cảnh mộng tức là cái không của tánh cảnh mộng cho đến tánh sự biến hóa, tức là cái không của tánh sự biến hóa.
thiện hiện như tánh của cái không nội, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh cái không nội là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao thiện hiện? Vì tánh cái không nội, tức là cái không của tánh cái không nội, thiện hiện như tánh của cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh cái không ngoại cho đến tánh cái không không tánh tự tánh là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao thiện hiện? Vì tánh cái không ngoại, tức là cái không của tánh cái không ngoại, cho đến tánh cái không không tánh tự tánh, tức là cái không của tánh cái không không tánh tự tánh, thiện hiện như tánh của bố thí ba la mật đa, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh bố thí ba la mật đa là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao thiện hiện? Vì tánh bố thí ba la mật đa, tức là cái không của tánh bố thí ba la mật đa, thiện hiện như tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao thiện hiện? Vì tánh tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, tức là cái không của tánh tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, thiện hiện như tánh của bốn tịnh lự, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh bốn tịnh lự là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao thiện hiện? Vì tánh bốn tịnh lự, tức là cái không của tánh bốn tịnh lự, thiện hiện như tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh bốn vô lượng, bốn định vô sắc là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao thiện hiện? Vì tánh bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tức là cái không của tánh bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thiện hiện như tánh của bốn niệm trụ, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh bốn niệm trụ là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao thiện hiện? Vì tánh bốn niệm trụ, tức là cái không của tánh bốn niệm trụ, thiện hiện như tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao thiện hiện? Vì tánh bốn chánh đoạn, tức là cái không của tánh bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo, tức là cái không của tánh tám chi thánh đạo, thiện hiện như tánh của pháp môn giải thoát không, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh pháp môn giải thoát không là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao thiện hiện? Vì tánh pháp môn giải thoát không, tức là cái không của tánh pháp môn giải thoát không, thiện hiện như tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao thiện hiện? Vì tánh pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, tức là cái không của tánh pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thiện hiện như tánh của năm loại mắt, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh năm loại mắt là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao thiện hiện? Vì tánh năm loại mắt, tức là cái không của tánh năm loại mắt, thiện hiện như tánh của sáu phép thần thông, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh sáu phép thần thông là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao thiện hiện? Vì tánh sáu phép thần thông, tức là cái không của tánh sáu phép thần thông, thiện hiện như tánh của mười lực Phật, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ.
Vì sao? Vì tánh mười lực của Phật là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện. Vì tánh mười lực của Phật, tức là cái không của tánh mười lực của Phật, thiện hiện. Như tánh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh bốn điều không sợ cho đến tánh trí nhất thiết tướng là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện. Vì tánh bốn điều không sợ, tức là cái không của tánh bốn điều không sợ, cho đến tánh trí nhất thiết tướng, tức là cái không của tánh trí nhất thiết tướng, thiện hiện. Như tánh của bậc dự lưu sanh vào đường ác, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh bậc dự lưu sanh vào đường ác là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện. Vì tánh bậc dự lưu sanh vào đường ác, tức là cái không của tánh bậc dự lưu sanh vào đường ác, thiện hiện. Như tánh của bậc nhất lai sanh lại nhiều lần, bậc bất hoàn sanh vào cõi dục, bậc đại bồ tát sanh ra để tự lợi, bậc a la hán độc giác, phật đà chánh đẳng chánh giác sanh lại đời sau, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh của bậc nhất lai sanh lại nhiều lần cho đến tánh phật đà chánh đẳng chánh giác sanh lại đời sau là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện. Vì tánh bậc nhất lai sanh lại nhiều lần, tức là cái không của tánh nhất lai sanh lại nhiều lần, cho đến tánh phật đà chánh đẳng chánh giác sanh lại đời sau, tức là cái không của tánh phật đà chánh đẳng chánh giác sanh lại đời sau, thiện hiện. Như tánh của dự lưu hướng, dự lưu quả, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh dự lưu hướng, dự lưu quả là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện. Vì tánh dự lưu hướng, dự lưu quả, tức là cái không của tánh dự lưu hướng, dự lưu quả, thiện hiện. Như tánh của nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, a la hán hướng, a la hán quả, độc giác hướng, độc giác quả, bồ tát, như lai, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại bồ